tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn một vườn quất chum dù cũng như là chậu của chú Thuấn Tám tại Thiết Trụ Bình Minh. Thì trong vườn của chú rất là nhiều cây đặc sắc nhá. Sẽ quay sơ điểm cho quý vị và các bạn một số cây để quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Đầu quay cho quý vị và các bạn xem này. Đây là một cây quất gốc rất là già này. Các bạn xem này, so tay với cây quất này, gốc rất là to nhé. Được rồng trên những cái khay khá là to, đường kính nó cũng tầm khoảng 1m2. Đấy là nói bản dài. Nực cây rất là khỏe, bắn lên những cái ngồng rất là cao nhé, cao tới tầm khoảng 2m rưỡi. Còn về phần chum dù rất là nhiều. Chum dù chú nhiều lắm, nhiều loại. Gọi là từ hàng nọ đến hàng thống này rất là nhiều nhé. Đây, loại chum rất là to luôn. Sẽ thử vào trong xem cho quý vị xem ở bên trong nhé. Cắp của ông tượng bê vò đây. Quá là đẳng cấp luôn. Phúc Lộc Thọ. Cái này mà để riêng nhau một mình là rất là đẹp. Rất là đẳng cấp nhé. Một ông cá chép nữa đây. Một ông cá chép nữa là một cặp luôn. Cây này đa số chơi nên chỉ sống mũi rễ thôi. Bộ rễ nổi rất là đẹp. Đẳng cấp, quá là đẳng cấp luôn. Đây, quý vị và các bạn xem này. Một gốc quất già mà đưa vào một cái nỗ này rất là nhỏ. Phải nói là bàn tay rất là nghệ thuật và tài hoa nhá. Rất là nhiều loại. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì cứ về tại Thiết Trụ Bình Minh. Rất là nhiều loại nhé. Chung là quay như này là hơi khó nhìn, hơi sát nhé. Sẽ tìm một ông nào rõ để quay cho quý vị và các bạn xem nhé. Rồi. Tài nộc. Rất là đẳng cấp nhé. Bên trên là sọ dừa. Chung là rất là nhiều loại quất luôn. Các bạn mà cứ về khu Thiết Trụ Bình Minh này, từ chum dù đến tượng nọ, rất là nhiều loại tao để quý vị và các bạn lựa chọn. Quả rất là to luôn. Rất là nhiều nốc quả nhé. Cả loại quả con nữa này, quý vị xem này. Con quả to đều có nhé. Chất cây rất là xanh. Thì mình sẽ quay địa chỉ và số điện thoại. Địa chỉ thì thuộc thôn Thiết Trụ, xã Bình Minh rồi. Còn đâu mình sẽ quay số điện thoại của nhà vườn để quý vị và các bạn tiện liên hệ nhé. Và đây là số điện thoại của nhà vườn nhé. Mình sẽ đọc sơ cho quý vị và các bạn xem nhé. 0987 986 705. Và liên hệ trực tiếp với chú Thuấn Tám nhé. Để đến quý vị và các bạn những vườn quất đẹp. Thì để quay hết clip ở vườn này thì nó cũng rất dài. Mình cũng xin được tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau nhé.